Và các bạn, mình tên là Đặng Trung Nhân, hiện tại là 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Úc. Mình mới chuyển qua đây được 5 tháng. Trước kia là mình quê mình ở Tiền Giang, lên Sài Gòn được 7 năm. Hiện tại mình đang sống tại Úc thì mình muốn mở một kênh YouTube để chia sẻ các bạn về cuộc sống cũng như những điều, những cái vui, cái buồn của cuộc sống Úc như thế nào. Mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cần thiết để các bạn chuẩn bị những hành trang nào để khi bước vào Úc bớt bị bỡ ngỡ hay là cảm giác buồn chán khi ở Úc như thế nào. Mình xin cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau.